tận dụng chat GPT để học tiếng Anh lập trình. Bây giờ các bạn không phải cài đặt, không phải nhờ ai thì tạo tài khoản để có thể sử dụng chat GPT nữa. Chỉ cần lên cái trình duyệt Microsoft Edge, đăng nhập vào. Sau đó thì ở trên cái góc phải trên nó có chữ B xinh xanh này, các bạn nhấn vào đấy. có cái mục chat này, các bạn có thể chat trực tiếp ở đây và chat với cái phiên bản chat GPT mới nhất, cái con AI mới nhất của cái công ty đứng sau Microsoft nó hậu thuẫn. Bây giờ chúng ta có thể search những cái khái niệm, các bạn có thể chuyển đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc là search kiểu À, hai cái, cái nó lồng nhau ví dụ các bạn không hiểu là super class trong lập trình là gì đây thì các bạn search như thế này sẽ có những cái khái niệm nó ra rất là dễ hiểu có những cái là nó dịch rất là củ chuối một cái x z gì đó trong lập trình là gì đây thì nó cho chúng ta cái kết quả mỗi một cái lần hỏi thì nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau nhá. Đây và bây giờ xem qua này cái này nó bảo là super class là một cái khái niệm trong lập trình hướng đối tượng chỉ một cái lớp cha của một hoặc nhiều cái lớp con. Ok và các bạn có thể xem những cái ví dụ bên dưới này. Rồi đấy là theo uh, cái cái cách search là Xyz trong lập trình là gì nhá. À, bây giờ mình cho các bạn thêm cái ví dụ nữa. Ví dụ như là Function overloading trong lập trình là gì? Nó bảo là function overloading là một cái khái niệm trong lập trình hướng đối tượng cho phép tạo nhiều hàm cùng tên. Và có cái ví dụ như thế này. Thì ở đây về diễn giải là đúng rồi, nhưng mà để mà cho một cái khái niệm ngắn gọn thì cái này nó chưa đưa ra thì đúng ra function overloading uh, tiếng Việt tương ứng nó là nạp chồng của hàm có nghĩa là định nghĩa lại một cái hàm cùng tên với những cái bộ tham số khác nhau về thứ tự số lượng và kiểu rồi bây giờ mình sẽ uh, search bằng tiếng anh nhé để xem nó như thế nào ví dụ function overloading meaning in Vietnam. Đây là search theo kiểu tiếng Anh chuyển đổi sang tiếng Việt đấy. Đây. Nó dịch như thế này là 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 bị sai này. Quá tải chức năng. Đó. Nếu mà làm như thế này thì về ý ẩn ý sâu xa thì là đúng nhưng mà về cái ngữ nghĩa thẳng của nó thì là nó nó chưa được chuẩn so với cái chuyên môn. Thì function overloading dịch ra nó phải là nạp chồng hàm một cái hàm nào đấy. Rồi. Nhá, yeah, cho nên là đấy là mình cho các bạn thấy ở hai cái hướng khác nhau đấy. Bây giờ tiếp tục mình search lại cái super class meaning in pyramid. đây các bạn hãy nhìn thấy này super class mà nó dịch là siêu đẳng cấp lớp hay là cái gì đó siêu đẳng cấp đây này đây là khái niệm trong lập trình hướng đối tượng mà nó ghi là siêu đẳng cấp như vậy là không đúng vậy thì với cái việc mà tham khảo một cái gì đó ấy, thì chúng ta phải nhìn từ nhiều hướng khác nhau có thể các bạn search bằng tiếng anh chuyển đổi sang tiếng việt hoặc là search bằng cả tiếng anh tiếng việt trộn vào đấy thì và cái uh, cú pháp chung để cho ra cái kết quả tốt nhất đó là một cái khái niệm nào đó uh, meaning in vietnamese hoặc là chúng ta có thể là search kiểu hoặc là xyz trong lập trình là gì nó cụ thể ra đấy như thế ví dụ một cái cuối cùng đó là polymorphism trong lập trình là gì thì khi chúng ta học lập trình chắc chắn là sẽ gặp những cái khái niệm như thế này và nếu như không hiểu thì chúng ta phải tra cứu và khi tra cứu thì phải biết cách tra cứu thì nó mới ra được cái khái niệm đúng nhá. Đây. Nó bảo là một cái khái niệm trong hay là một cái tính chất của lập trình hướng đối tượng để xem nó như nào. Ở đây thì nó chỉ cho chúng ta cái ví dụ với lại cái ý nghĩa. thì cái này nó không cho một cái khái niệm tương ưu đương thì polymorphism nó là cái cái này là mình đọc theo kiểu tiếng Việt đấy nhá. Thì nó phải là đa hình còn cái này là polymorphism và các bạn thấy đấy, có những cái mà nó dịch là chưa được chuẩn chưa được sát chưa được đúng đâu chứ nó không phải là cái gì đó mà chúng ta thần thánh hóa nó nên là chúng ta cũng chỉ sử dụng nó như là một cái công cụ để giúp cho cái việc tìm kiếm cái việc học hỏi của chúng ta được ok hơn thôi